Ôi, tớ có cái đồ này xịn lắm này, cậu có lấy không? Thư ăn mồm. Cậu có gì? Cậu có Red Dot cậu cho tớ nhá. Tớ có nhiều hơn cả Red Dot ấy. Cả một trái tim này đây tớ cho này. Từng cơn sóng vật xô người cuộc tình tôi về đâu? Xa người tôi yêu chỉ còn lại nắng bay về nơi cuối chiều. Ôi vãi cắc thật đi con mẹ. Hay tí mình chơi trò chết đầu thì sủa đi. Được. Được. Nếu như mà đúng rồi. Phải chết đầu chứ không phải là bị nốc nhá. Ừ, chết đầu nhưng mà chết ví dụ bà chết sau ấy mà không kêu thì cũng phải sủa nhá, tại mình nhớ đâu chơi nước này. Yên tâm đi. Thì bọn tớ chơi lịch sự mà. Nhưng mà bị nốc vẫn phải cứu nhá. Vẫn cứu, trời ơi tại sao cậu lại có thể nghĩ là tớ không cứu cậu không, vậy mà, I'm good, I'm good. Nhưng mà anh cả đây, sủa thì sủa có tâm một tí nhá. Sủa giống chó mà, đừng có sủa có tâm. Ủa, sủa có tâm một tí nhá. Sủa cho đúng chứ đừng có sủa ngọc. Để tớ sủa mẫu cho mọi người nghe nhá. Nó cứ róc gầu gầu. Kìa mọi người ơi, nhảy đâu đấy? Mọi người phải chấm đi chứ. Nhưng mà tớ hỏi thật là Ly có người yêu thật rồi á? Ừ, tớ có người yêu rồi. Nhưng mà ở tuổi của cậu thì không nên yêu. À, thì cứ yêu thôi, yêu để lấy động lực. Thôi, mày quá, mình nghe nhầm yêu để lấy động lực. Nếu mà yêu để lấy cái động lực thì nó kinh quá. Thế thì... Nhưng mà các bạn nữ yêu là để lấy cái động lực thì là có thật mà. Nhưng mà tớ chỉ yêu để lấy động lực thôi. Ví dụ kiểu ăn ủi. Thế á? Nhưng mà tớ nghĩ là mấy cái đấy thì nó đơn giản quá. Tớ nghĩ là phải hơn nữa chứ. Có một thằng lẻ thôi này. Đúng rồi. Anh em lấy súng qua hết nó. Nhưng mà chắc chắn là cái người đấy sẽ giết tớ đấy. Con mẹ thằng Dũng Khải luôn. Nhưng mà những chuyện ăn ngủ thì không có người yêu vẫn Khải không, thật ra là do người yêu của bạn ý. Nếu như mà chỉ có động viên như bạn ý kể thì chưa hoàn thành tròn trách nhiệm thôi mà. Giống này giống mày nhớ cái chuyện mà thằng bạn anh nó động viên người yêu đó khi mà người yêu tìm mày một điểm không? Thế thì không gọi là yêu được. Nếu mà người yêu chỉ biết động viên chuyện ăn ngủ thì trong đoạn chat sẽ là em ăn cơm chưa, cứ thế thôi. Thế thì người ta bị nhạt quá. Không, ví dụ là người yêu anh bao giờ cũng sẽ hỏi anh có thụt. Nhưng mà kiểu yêu vào để đấy. Thôi cụ mày đi, chết đi thôi. Tớ cứu cậu, tớ sẽ cứu cậu. Mọi người ơi đừng để Ly sủa. Hay quá. Nhưng mọi người không được cứu Ly để tớ cứu cơ. Mọi người bỏ hết tay ra khỏi cái cơ thể ấy đi. Tao vừa cho tay một quần xong vừa phải giúp tao để nhặt đồ. Ơ kìa. Bỏ tay ạ. Làm gì đấy? Đây cậu cứu tớ, cậu cứu tớ. Đúng. Người ta đã bảo là bỏ cái tay ra. Vẫn sờ vào thế là không được nhá. Thế cứu nốt kia không? Không. Ai cứu làm gì? Tớ chỉ cứu cậu thôi. Cậu có được phép cứu không? Có. Hay là thôi mình cứu đi. Không, tớ không bắn cậu bao giờ cả, tớ chỉ bắn họ thôi. Cậu thấy đồng thủ đáng sợ không? Tớ chỉ bắn bi thôi. Đáng sợ gì đâu mà, bọn tớ thế này quen rồi. Nhưng mà cái khẩu súng này cũng mạnh đấy chứ nhỉ. Cái tình huống vừa nãy là tao bắn vào người mày Dũng ạ, tao chỉ bắn vào chân thôi để mày không mất giáp. Tao vẫn coi mày là bạn. Tao vẫn coi mày là bạn. Dũng à? Thằng Dũng nào đấy? Dũng đó đó. Dũng Ngọng á. Thế là ở đây chỉ có một người thôi à? Đáng lẽ ra là vừa nãy mọi người không nên cứu Ly làm gì cả. Tại sao vậy? À thì tớ cứu cậu mà. Nếu như mà tớ nói thế thì tức là tớ tự trách tớ mà. Nhưng mà tớ muốn nghe thử cái âm thanh ấy một lần. Đi vậy. Sửa mà. Rét quá, lạnh quá. Lạnh quá. Rét quá. Mọi người lấy cái compe này không này? Mấy ba bôn nó cũng không to. Compe không phải là compe của cái súng bắn liên tục đâu. Nó là cái compe. À, ok. Cứ
Đây, cậu đang ở đâu để tớ dâng hiến này? Tớ đang ở rất gần cậu. Đâu là ở đâu? Là trên nhà cậu này. Thế á? Đóng cửa vào này. Đóng cửa phải không? Đâu? Cho cậu sai lần AR này cậu lấy không? Không! Lấy cái đấy làm gì? Cho cậu cái này này! Người đại trưởng... Có rồi! Không bao giờ làm việc tớ ám. Ui! Xịn hết đi! Cậu cho tớ khẩu của cậu được không? Giống nhau mà cậu. Không! Nhưng mà khẩu cậu nhặt khác! Đúng! Tay, đó! Đó! Đúng rồi! Có cái mùi của cậu ở trên này! Tớ thích cái mùi! Nhưng tại sao cậu lại đội mũ 1 hết cho cậu mũ 2 này? Đấy là có cái mũi tóc tớ trên đó, tóc tớ 7 ngày chưa gội. Đấy! Đúng, cậu đội cái màu trắng. Ơ mà cậu không lấy cái giảm tranh này à? Thế tớ cầm nhá. Tớ cậu cầm đi. Tớ không dùng đâu nhưng mà tớ lưu lại làm kỷ niệm ấy. Tớ cứ để ở trong ba lô thôi. Cậu để đấy làm kỷ niệm. Như vừa nãy cậu cho tớ hai cái giảm tranh tớ giữ cả mà. Ờ đúng rồi nhở. Đấy, mọi người chơi game mọi người phải tình cảm như bọn tôi chứ. Mọi người cứ chỉ có loot xong rồi mọi người chả giết được ai cả. Đây này. Ơ, mày làm gì đấy em? Không, em cảnh cáo anh tí, em đang cảnh nói cáo. Về... À, đừng có cảnh cáo người ta mà. Này, anh đang xâm phạm nhân quyền của tôi đấy. Tôi có thể kiện anh đấy, anh có biết không? Đã tỏa quốc tế là hay. Ơ, nhưng mà cái bò, ôi ôi, nó cái bò nó đau quá mọi người ạ. Cậu chạy nhanh lên để tớ cứu được cậu. Tòa án quốc tế một thành viên. Ơ, nhưng mà cái bò thì nó cũng gần mà. Mẹ, đói quá. Sao chửi bậy vậy? Ơ, nhưng mà mình phải giết người thật sự đấy mọi người ạ. Bắn PUBG với cả chị em nhưng mà không giết ai thế này thì hơi quê. Có mày không giết thôi em. Em có giết mà, trời ơi. Em giết anh một mạng rồi còn gì. Nốc đồng đội một mạng này. Đúng. Nốc chứ đã giết đâu, giết đi. À, có người, có người. Ủa, mày đi. À, giết lại nhầm nữa rồi. Quê, quê. Ở đâu vậy, tớ sẽ cứu cậu, chắc chắn là như vậy. I don't see anything. Máy quá, có bết ở đây, bài tử ở đây rồi. Kìa, ở hướng 300 từ phía tôi, nó đang tiếp cận nhà rồi. Nó đang tiếp cận zombie, nhà. Zombie, cứu. Nóc lần 2 rồi, không đợi được nữa. Mình. Ê, không đợi được nữa. Chào. Chết rồi. Con mẹ. Tớ đang ở, con không có để ý. Mình không phải sủa, anybody back please. Chúng ta quá hay tay. Nhưng mà ai chết đầu tiên đi. Quả đấy tớ muốn cứu. Nhưng mà hình như là nó bị liệt cái phím à. Cậu không chạm tớ đấy. Tớ có định chạm rồi nhưng mà cái lúc đấy chạm vào cơ thể của một người phụ nữ thì tớ bị rón rén nên là tớ bị nghĩ 1-2 giây á, tớ xin lỗi nhưng mà... Cơ thể phụ nữ là nó... Đúng rồi, nó bị nhạy cảm quá, em không quen làm cái điều đó, trời ơi, I'm so sorry. Anybody, back please, back please. Thôi thì bây giờ mình phải làm mẫu vậy, ai ngờ lại đen quá. Chị sinh năm bao nhiêu ấy? Chị sinh năm 97. Ủa, không, thế em cũng... Em xin lỗi chị chứ em mà lấy vợ sớm thì con em mà... Cái lũ mất dạy này mày nói thế khác vì chúng mày chê người ta đứng tuổi mẹ chúng mày. Mày phải em khen thế. Mà. Dù chị mày có biết em... cái phép lịch sự ở cái bên đó người ta dạy á là mình phải tỏ ra lịch thiệp với cả phái nữ. Nhưng mà... Trời ơi, mày chị đúng lấy... là mày ở đây nhiều là mày bị... Mày là mày bị bại não rồi đó con à. Em có sinh năm 2003 cháu ấy. Nghe cái như là hàng xóm. À ờ đúng rồi nhỉ, mình không hỏi Facebook của Ly để mình add nhỉ. Nhưng mà ở tớ thì không dùng Facebook, bọn tớ thì dùng Twitter thôi. Nhưng mà những cái người khác ở đây thì cũng có dùng á, thế nên là cũng đừng ngại làm gì à. Bây giờ là có sủa không? Sủa. Đâu? Sủa. Cẩn thận nhá, phải sủa nhanh lên không là hoặc là cũng phải bé bé thôi, không ngoài bọn tớ ra cũng có nhiều người nghe thấy thì làm sao. Tớ còn ngồi quán mét đây này. Ui đấy, thế thì ngại lắm. Nó càng thể hiện mình là... Không, chó không. Nó càng thể hiện mình là người giữ lời. Thế thì mình là người dũng cảm, hiểu không? Không, người mình giữ lời. Mình đặc biệt, mà bây giờ nhắc đi ngoài đường, thế chứ thấy mà nào. Một thằng nào tự nhiên nó đang đi ngoài đường, nó sủa. Không. Thì đó. Bị nhìn thấy ánh trăng không? Không. Sủa trong quán mét. Sủa kiểu chọc con hay là... Có đẻ cũng được đúng không? Tớ thích cái sủa cái kiểu nào mà nó bạo lực một tí à? Nghe nó phải chiến. Sủa kiểu chó già. Chó bun, tớ hiểu, chó bun. Bun, pitbull.
cô sủa đúng theo kiểu anh Trọng ấy. Anh Trọng là anh nào? Anh Dũng Trọng. Anh Trọng là bố của thằng Chuyên. Còn đây, anh Chuyên là bố của thằng Trọng. Bố của thằng Dũng. Đéo hiểu. Câu chuyện anh Chuyên là bố của thằng Dũng nhỉ? Đây thì thỉnh phạm một lần. Đấy. Anh sủa cứ. Cậu vừa làm gì đấy? Tớ chưa nghe thấy cái gì. Tớ buồn cười quá thôi, để tớ sửa lại. Không có một con chó nào trên đời nó lại vừa sửa vừa cười cả. Anh sửa mình xong. Nhưng mà con chó nó không biết cười. Đây, mọi người phải trật tự để yên để cho ly sủa nào. Nó không biết cười. Mọi người phải ý trật tự, mọi người nói nhiều quá. Đúng, sửa mọi người trật tự đi để ly lấy bình tĩnh. Sửa đi, nào đừng có lấy lý do để 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đừng quá. Thế thôi. Sửa đằng quá. Nhưng mà tớ tưởng là cái con chó thì sẽ không sửa như thế. Ôi cẩn thận đông đấy. Ôi đông quá. 4 tim hay sao ấy. 3 tim thôi. Thế thôi mình phải cẩn thận nhá. Đợi tớ nhặt súng rồi tớ đến các bạn. Không có sửa đôi nha. Đó, tớ sắp sửa rồi mà Ly. Tớ sửa luôn này Ly này. Ok. Ra thì có nhiều cách để đóng giả là một cặp chó mà không phải sủa mà. Ôi không sao. Gâu 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 ẳng ẳng. Gà rú. Có đơn giả đúng không cậu? Đúng. Con chó đang sủa ngu như mày. Nè, đây là bây giờ anh sủa thi với nhiều con chó lắm rồi. Không phải. À khoan nhá, lúc nãy mình ra luật mình bảo là kêu cũng phải sủa. Ờ giết cũng phải sủa à? Không kêu cũng phải sủa mà. Ơ tớ, thế thì Ly cứ bắn ván này đi. Để Ly vừa bắn tớ vừa sủa, Ly nghe cho vui chứ tớ quan trọng gì cái chuyện này. Gấu gâu gầu. Gấu gâu gâu. Gầu gấu. Nếu như mà muốn tớ cũng có thể dạy cho Ly cái ngôn ngữ này luôn cũng được. Gầu gâu gâu. Ắng ắng. Người nào đẹp dài xấu dài nói to lên. Nhưng mà vừa nãy cái thằng kia giết kia nhưng mà Ly không cứu mình. Không phải đâu, tại vì là ở chỗ tớ có mấy thằng ấy, nó đang làm gì? Nó làm gì cậu? Nó đang bắt. Ôi nó bắt tu blazing xong rồi chạy. À. Nó gàng bằng. Trời ơi. Ôi, trong khu nhà này có người. Biết rồi. Tớ xin lỗi Ly nhá. Ơ ai ngờ là họ lại đông như vậy. Tớ lúc đấy tớ lại nói chuyện với Ly, Ly lại bị sao nhã mất. Ôi chết tớ rồi, hết đã. Tớ bị giật mình, đúng giật mình luôn ý. Vào nhà thầy đó đứng bên cạnh đường. Ơ, thế là mọi người chết hết rồi à? Ui, có. Bắn hay vậy. Bắn hay vậy. Anh em tình là tình bố con. Ơ, nhưng mà em nhớ là bình thường mà mình chơi chứ làm gì có ai nhảy cùng mình mà. Hình như là từ lúc Ly vào là mọi người nhảy theo Ly. Cậu có rủ ai vào chơi cùng không đấy? Đông thế nhỉ? Rồi, nút cái nồn. Ơ, thế sao mọi người lại bỏ lại cái cặp uyên ương bọn mình mà mọi người bắn tiếp à? Mọi người tự tử. Giống như đôi uyên ương bướm bướm ở trên đời. Nhưng thực ra là một đôi chó. Thế thì mọi người phải thắp hương cho bọn em nhá. Gà vậy. Tồi luôn. Được chơi game rồi cậu ơi. Đúng rồi, phải... bọn mình được chơi game rồi. Phải cho chơi game chứ. Không thì đang định bảo mọi người phải đẩy cho tôi với cả cô ấy sang một cái zoom khác. Đói quá. Cuối cùng thì bọn mình được chơi đúng game. Đúng rồi, bắn hai anh em anh đi ăn kiếm cái gì. Thôi, bắn nốt game đi. Không, cho Khải vào bắn để cho Khải. Bắn nốt đi. Cho cháu chơi với. Ờ, mà nhưng mà có thằng Khải vào thì là nó gánh mà. Nên đúng. Là kệ nó vậy. Chết nhưng không thể chết khát anh. Chết khát thành ma đói ma khát đấy. Bây giờ là chết khát thì thành ma khát thôi, sao lại thành ma đói được? Chết đói thì mới thành ma đói. Chết khát thì thành ma khát thôi. À, ngay trước mặt đấy. Hello darkness my old friend. Ai? Khu nhà này trái ấy. Em không phù hộ cho anh nữa và bây giờ thì... Bây giờ mình phải vào cái bo này như thế nào bây giờ nhỉ? Chưa ra được ảnh mọi người ạ. Đầu tiên em nghĩ là bây giờ nên như này này, mình cầm một cái quả bom mù ra. Mình ném ở mặt rồi mình ném như này này, xong rồi mình đi ra mình bị mù này. Rồi mình đi, không nhìn thấy gì cả, mình không sợ mà. Thì mình cứ đi vậy. Không sợ nữa. Cũng không biết là kiểu đấy đấy, mình bị kẹt ở hòn đá rồi nhưng mà vẫn chưa chết. Vui, thì thôi, không đừng có góp vui cái gì tầm này cả bò rồi.
tõm đi, bình tõm, bình tõm. Phải giữ được cái đầu lạnh. Ây à, đầu lạnh. Ây à. Nó ngay bên cạnh này. Đường chân. Yeah, yeah. Tao tớ một mắt. Người ta biểu diễn thế cho nó kinh khủng. Xong rồi à? Một thuốc nhỏ mắt làm gì? Thuốc mắt á? Anh cố tình biểu diễn như thế đấy, nhìn thấy người ở đây này. Thuốc nhỏ mắt nó không có tác dụng chữa mù mắt. Từ, gọi hộ em một lọ keo 502. 502 được. Để qua bên kia anh ơi, hello. Anh biết. Mờ mờ. Nhưng mà anh thấy con thằng ở đây à? Nó ném lết anh hay sao ấy? Ra để chạy hát ạ. Tham từ chạy hát. Mắt không mù hẳn đâu. Mày mà top 1 anh cho mày 10.000. Play the game, shut the fuck up. Có một cách đó là... Ấy, hey. Ôi giời ơi. Anh luôn gì vậy? Em thề là đéo hiểu tại sao... Cái đéo thì vừa... Sao đéo trúng viên nào? Cái tâm rõ ràng là nó tròn con mẹ mày vào đầu đó rồi mà. Em cũng đéo hiểu. Lỗi... Nghĩ là lỗi game đấy. Nó mới bị như thế. Lỗi game đấy. Mẹ anh để anh ra lại có tay ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Sao lại thế nhở? Thôi thì...